đời. Chuyện của tôi, chuyện làm du lịch. Ngày đó ngây thơ chưa biết ra đường đi, nhiều lần vấp ngã cũng có lúc tuyệt vọng. Và với niềm tin tôi quyết chí không lùi, học tập không ngừng xây thương hiệu của tôi. Tôi thành công bạn cũng sẽ thành công, cùng Vinatax viết ước mơ cuộc đời. Lớn lên rồi mang sứ mệnh là người dẫn lối, làm du lịch sẽ không còn khó khăn. Giang đôi tay đến với chúng tôi một thương hiệu vững bền, có sẵn văn phòng, có những đồng đội cùng chung khát khao người Việt Nam. Có những vinh quang ngày mai ấm no hạnh phúc.